Lúc đầu thì là mình cảm thấy mất phương hướng trong cuộc sống, không biết được là mình đang ở đâu, đi về đâu và mình có đang đi đúng hay không, có nghĩa là mình không có phương hướng. Thì là như thế thì bắt đầu mình mới đi tìm đến khóa học của thầy Ngô Minh Tuấn. Mục tiêu của chị đó là chị muốn tìm một cái sự khác biệt với mình đang làm hiện nay, làm sao đó để cho mình cảm thấy là sống chậm lại hơn một chút xíu, bởi vì chị nghĩ là chuyển hóa tâm thức thì thuộc về trí tuệ. Đó là sự hút mà chị đến với CEO Việt Nam. Trước đây thì anh luôn nghĩ rằng là mình là một người không may mắn vì mình sinh ra trong một gia đình không được hoàn hảo, và trong đời sống thì gặp rất nhiều sự việc rối ren và mình không giải quyết được. Anh nghĩ rằng là mình có một cái số phận đau khổ, thường đổ lỗi cho số phận và đổ lỗi cho những người xung quanh. Bắt đầu mình đi tìm sự công bằng trong cuộc sống, thế nhưng tìm mãi mà không thấy. Thế rồi ngày có duyên được xem video của thầy chia sẻ trên YouTube, mình mới chợt nhận ra rằng những cái điều mình đang nghĩ nó không đúng với cái quy luật của tự nhiên. Biết thầy trên mạng và nghe rất nhiều bài giảng của thầy, chỉ online thôi, nhưng mà cơ duyên thì anh mình có tham gia khóa của thầy và thấy rất tâm đắc với những kiến thức và tri thức mà thầy đem lại, nên là nhờ cơ duyên đó là mình tham gia khóa học này. Chị tìm hiểu về chuyển hóa tâm thức để thay đổi chính bản thân của mình, để làm sao mà trong quá trình làm kinh doanh thì sẽ có một cái tâm thiện lành để giúp đỡ được nhiều người hơn và trao được nhiều giá trị đến cộng đồng. Thầy giảng dạy rất dễ hiểu và tôi giúp thầy có thể pha trò và có những cái ứng dụng, những cái ví dụ rất là thực tiễn và mọi người đã hiểu được. Khi mà thầy giảng thì mình thấy được cả cái bức tranh như thế nào và mình chấp nhận bản thân mình hơn, mình biết được là thực sự ra mình có như thế nào thì mình cũng vẫn có thể chuyển hóa được. Cái đấy là có nghĩa là cái niềm tin vào bản thân của mình nó tăng lên. Đấy thì cái đấy là chị ấn tượng nhất. Chị nhớ về 6 cái vòng nhất giúp cho chị ngộ ra được cái là chị cần phải đi trên con đường của mình như thế nào, và cái sau này cái chặng đường chị đi nó sẽ dễ dàng hơn. Chắc chắn sẽ là về thiền, bởi vì khi mà mình thiền thì mình sẽ hiểu bản thân mình nhiều hơn và mình lọc được ra tất cả những cái mà mình cảm thấy là nó bình thường, là nó là như kiểu hoa lá cảnh ấy, thì mình sẽ tập trung được nhiều hơn. Nói chung là thiền thì mình thấy là tăng sự tập trung hơn. Chị học được cái thứ nhất là chị học được ở thầy Ngô Minh Tuấn, đó là mình sẽ sắp xếp lại những cái gọi là trí tuệ của mình, suy nghĩ tiềm thức của mình cần làm sao logic hơn trong công việc. Tuy nhiên là trong lớp học này thì có từng độ tuổi khác nhau và suy nghĩ cũng khác nhau, nhưng riêng bản thân chị thì chị sẽ về áp dụng cho công việc của mình tốt hơn, bởi vì là thầy dạy là mình nghĩ cái gì thì mình sẽ, hành vi của mình sẽ là như vậy. Mình nghĩ là bây giờ sinh viên thì mình thấy đa số sinh viên là cứ học về gọi là học pháp mà quên đi những cái lối tư duy và những cái tư tưởng tổng quan. Mình nghĩ là học thầy mình có nhận được những cái gọi là tư duy mạch lạc hơn và những cái tư tưởng rõ ràng, và mình muốn khi sau khóa học này mình sẽ chia sẻ cho bạn bè và bạn bè có những đường lối tốt. Thật sự rất là biết ơn thầy đã tạo ra những cái chương trình như thế này, những khóa học như thế này để giúp được cho cộng đồng, cho xã hội nhiều hơn và mang lại giá trị cho cộng đồng nhiều hơn. Và rất là biết ơn đội ngũ support của thầy, rất là nhiệt huyết với tất cả các anh chị học viên để có một cái khóa học mà hoàn hảo nhất và mọi người đều hài lòng. Mình cảm thấy rất là biết ơn thầy Ngô Minh Tuấn và tất cả đội ngũ đã trao đi giá trị trước và không cần nhận lại. Thì khi đấy, có nghĩa là đã trao tâm yêu thương, thì khi đấy tự nhiên cái tâm yêu thương của mình nó cũng được động đến và mình cũng muốn trao đi lại yêu thương cho tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn thầy Ngô Minh Tuấn cùng ban tổ chức đã tổ chức chương trình này để bản thân anh và mọi người được học và chia sẻ với nhau những kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn thầy Ngô Minh Tuấn. Trong những ngày vừa qua, chị cảm nhận được là mình sẽ vươn lên một tầm cao mới. Cảm ơn tất cả các anh chị đồng hành cùng CEO Việt Nam, cùng thầy Tuấn. Trong 2 ngày vừa qua, tất cả các anh chị hầu như ai cũng rất là nhiệt tình, chu đáo và chuyên nghiệp từ ngày mà chị đăng ký đến giờ. Đó là cảm nhận của chị. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn CEO Việt Nam.